Hello cả nhà, hôm nay thiện chia sẻ những dòng đèn thiện đã xài qua rồi cả nhà. Ở đây là chỉ một số mẫu tượng trưng thôi, còn những mấy cái mẫu kia thiện đã xài rồi. Theo năm tháng thì cả nhà cũng biết rồi đó, hư hết. Sunny nè, đèn năm bóng nè, nó đèn yến quân nè, đèn không tên nè, còn mấy cái đèn Sunny đời trước cả nhà, còn đèn ba bóng nè, rồi XC9158 K25. Đó, theo thời gian xài á, thì cái đèn này thì nó đi thời gian nó là 12 tiếng nè. Đó, nhưng mà thời gian nó vẫn tuột về cả nhà. Cũng 4 năm mà giờ vẫn còn được 10 tiếng. Còn cái đèn này thì xài trong vòng 1 năm á là nó còn về được 6 tiếng rưỡi, 7 tiếng, không tới 7 tiếng nữa cả nhà. Còn đèn này thì nó 9 tiếng rồi, giờ còn 8 tiếng, 8 tiếng rưỡi thôi. Còn này 6 tiếng, 6 tiếng rưỡi nha. Còn đèn này được 3 tiếng. Nó pin nào, vẫn còn sáng lắm, 3 bóng. Còn theo thời gian thì nó hư hao hết cả nha. Nó không có còn độ sáng như ban đầu nha. Hai chó của XC9158 mà thay vô nhưng mà nó có hù rồi cả nhà, không có được gọi xa, gọi không được xa tại vì dày quá. Nhà thấy sáng nhưng mà gọi không được xa, cái lắp nó bị chọt miếng gòn cả nhà, ướt á. Điện tử thì theo thời gian thì nó hư hết cả nhà, chỉ còn đâu còn xài được bao nhiêu nữa cả nhà. Còn cái đèn này thì nút giận hồi xưa nè cả nhà, nó giận càng nhẹ thì nó về chế độ luôn, mà càng mạnh thì càng sáng, dẫn hết tay là hết sáng cả nhà. Đó. Còn đèn này nút nút thì nó ấy hơn. Hồi xưa là cái đèn này thiện chế công tắc thôi, nhưng thật sự nó nút bấm như cái đèn Zhenny nè, nó bấm thời gian nó bị trục chặt, chứ cái chân sạc tròn ghim vô thời gian nó bị lỏng nó hư cả nhà, đồ điện tử mà. Đó. Còn thiện xài cái đèn mà cả nhà thấy nó dơm thiệt là rộng, với nó gom lại nó còn cái hình vuông đó cả nhà, nó gom gọi xa như cái đèn XC918 là nó gom một điểm một á, nhưng mà nó vuông như cái ô vuông vậy cả nhà, mà nó sọc 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 kỳ lắm. Thiện cũng đã từng xài rồi nha, nhưng mà Thiện đã cho rồi đó. Còn bây giờ Thiện đã trải nghiệm dòng này nãy giờ, thì cái dòng này giờ là xưa là Thiện review là mới mua về là 9 tiếng, nhưng mà giờ còn 8 tiếng tới 8 tiếng rưỡi thôi. Còn cái đèn này 7 tiếng thì còn 6 tiếng, 6 tiếng rưỡi thôi cả nhà. Còn cái đèn này thì pin 2 tiếng nha, pin 1860 luôn á cả nhà, là Thiện 4 pin nó Thiện thay á, Thiện mua là như là 40 ngàn một cục á, hai cục là 80 cả nhà. Nó mà đi được có 2 tiếng một thôi, là mình thay ra đi gần 2 tiếng cái nó lu mà xuống chế độ lu á cả nhà. Đó. Nó lu xuống từ 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 cái là thay pin khác vô, nó vẫn sáng như ban đầu, cái hết pin nó lu lại nha cả nhà. Còn đèn này thì nó chế độ mạnh nhất nè, cái yếu cái tắt luôn. Còn cái đèn này thì hồi xưa là mạnh nhất. Ủa mới đầu là một bóng, cái sau đó là bốn bóng, cái sau là năm bóng một lượt, cái sau có nó chớp. Cái đèn này điện tử chế độ đó cả nhà. Cái đèn này giờ là vừa sạc vừa bắt nó mới cháy cả nhà. Còn đèn yến quân nè, đèn này xưa nè cả nhà, còn mấy đèn không tên hồi xưa, đèn quân đội hồi xưa nè. Đó. Nhưng mà giờ thì thời buổi nâng cấp rồi. Mình suy nghĩ mình xài tiền nào của nấy thôi. Đèn này 400 ngàn, đèn này 500 ngàn, mình xài thì thời gian nó vẫn ấy hơn cả nhà. Đó. Theo thời gian thì cảm nhận của Thiện thôi. Đó, còn cả nhà mua thì nói chung là tùy theo cả nhà thích mẫu mã làm sao thôi nha cả nhà. Đó, còn những mẫu đèn này xưa, đèn này là đi được có 9 tiếng thôi. Đèn này thì được 10 tiếng, bây giờ đèn này đưa 12 tiếng, bây giờ nó còn thời gian nó xuống hết cả nhà. Còn cái đèn này xưa, còn có mấy cái đèn này xưa là rất là đẳng cấp cả nhà. Chưa nó ra thế hệ trước đó, cái mấy cái đèn K25, K33 với đèn bây giờ cả nhà, cái đèn này xưa đẳng cấp lắm. Nó còn mấy cái đèn này nè thì mới ra thôi, kiểu như mình thấy mẫu mã nào nó đẹp thôi cả nhà. Và Thiện mua trải nghiệm này, hình như Thiện mua chưa tới 100 ngàn, cái đèn này Thiện mua chưa tới 50 ngàn này. Đó. Nhưng mà cái trong đây chế độ thì cái đèn này nhiều nhất. Nó cả nhà nó 5 chế độ, nó một rồi cái nó hai, cái nó ba một lượt, cái nó chớp chớp là nó 4 chế độ. Đó, còn đèn này thì 3 chế độ thôi, còn đèn này cũng vậy. Này cũng vậy, ở đèn này thì mình dặn lên thì không không có chế độ cả nhà, nút dặn mà nó dặn lên thì nó từ từ nhấn cái mát cái là nó sáng. Nó dùng để soi ớt soi ấy này kia, những người ta đi soi ớt soi ấy rồi người ta ít đi đèn sáng lắm cả nhà,
như đi câu cá rồi mình đèn sáng mình dễ canh thôi cả nhà. Còn đi ếch đi ấy này kia rồi người ta ít để đèn sáng nha. À, theo cảm nhận của Thiện thì tất cả những dòng đèn Thiện đều sử dụng những cái mẫu đời trước đó cả nhà. Từ hồi cha Thiện người xài vô mà rồi tới giờ thì giờ nó đâu còn nhiêu cả nhà. Xưa mà những cái đời loại đèn như vậy nè rất là mắc cả nhà, mua mua một cái là nhót đèn cả nhà, chứ không phải như bây giờ 400-500 ngàn mình xem nhẹ nha cả nhà. Bây giờ tiền nào của nấy thôi. Nó cái hai cái nút đen này nè là hai cái nút bảo vệ cái nút ấy của mình thôi cả nhà, chứ không sao chứ cả nhà. Còn phần trăm pin nè, đó 100% này cả nhà. Đó, hai chế độ. Đó nháy. Đó còn đèn bên đây nè. Nó xanh, chừng nào nó hết hết pin cái là nó chuyển đỏ nha cả nhà. Nó cái đỏ nó chớp 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 luôn. À nói chung là không hết được cả nhà, kiểu như nó không có hết được, vẫn thấy đường cho cả nhà đi về. Còn đèn này thì bắt bên đây. Nó cháy đỏ bên đây. Cái cả nhà cứ bắt vậy đi. Cái nó chớp, cái nó chớp theo nha, nó SOS đó, nó chớp theo đó. Còn để Thiện có kinh phí Thiện nhiều Thiện sẽ mua những cái đèn Thiện review cả nhà, nhưng bây giờ Thiện đã trải nghiệm những dòng đèn này rồi rất là nhiều rồi, nhưng mà Thiện không nhớ tên hết nha, nhưng mà Thiện xài Thiện vẫn nhớ công dụng của từng cái đèn hết trơn cả nhà. Tại những đèn đi xuyên đêm với mình mà, xưa Thiện đi Thiện đem hai cái vậy nè, đi thì đem hai cái nó đem hai cái này với cái này, được hai cái này nó không có pin nhiều cả nhà. Ví dụ như cái đèn này xưa là đèn này nè Thiện mua 50 ngàn nhưng mà Thiện đi được 2 tiếng rưỡi thôi, còn hai cục pin này là đi được 4 tiếng. Còn cái đèn này đem theo mình đấy, tại vì thường thường mình đi nè trên 6 tiếng cả nhà, đi cắm có ớt đồ đi sôi rồi cả nhà. Đó, còn bây giờ Thiện ấy luôn, bây giờ Thiện lên những cái dòng đèn xịn nè, đi một cái cho nó khỏe rồi cả nhà, nhưng mà nó rất là sáng nha, nó dành cho anh em bắn chim rồi nè, đi sôi này kia rồi xa trên cây rồi đó, rất ok nha cả nhà. Đó. Tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Cả nhà có thắc mắc những dòng đèn nào á thì cả nhà có những người mà chơi trước á chia sẻ cho Thiện những dòng đèn nào xài bền lâu tiếng ấy này kia tốt á cả nhà, nó cứ bình luận cho Thiện biết nha. Đó. Tạm biệt cả nhà.